Bút ký chân dung. Nghệ sĩ Mỹ Châu. Giải Thanh Tâm năm 1967 của tác giả Thanh Thủy. Châu, chúc tạ tình tri âm. Nàng Ngọc Hân công chúa, xinh đẹp và truân truyên của nhà Lê xa xưa, đã có mặt trên sân khấu cải lương miền Nam những năm 80, đoàn văn công thành phố, với hàng ngàn xuất diễn. Xin nhắc lại, hàng ngàn xuất diễn với số khán giả đông tràn ngập, trong đó những người cứ xem đi xem lại, xem tới xem lui, như họ nói, xem không bao giờ biết chán. Chuyện này kể cho ai đó ngày nay nghe, như nói chơi cho vui. Không, chuyện đó có thật, ở thời hoàng kim đỉnh điểm của cải lương. Vở diễn khai mạc đêm đầu tiên ở rạp Cây Gõ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả rồng rắn, đèn đuốc sáng choang, âm thanh ánh sáng chiếu rọi những tấm áp phích sáng rỡ hai tên tuổi Mỹ Châu, Tuấn Thanh với bản hiệu văn công hoành tráng như thuở kim chung vàng son. Giờ đây có thể tìm lại nàng Ngọc Hân của Mỹ Châu qua những băng hình cũ. Trong đó có một clip dài trên YouTube, phim đen trắng, ghi lại gần như trọn vẹn vở tâm sự Ngọc Hân. Công chúa gì mà ốm như con cò ho lao. Phải, mỗi ngày hai xuất diễn đã lấy đi bao sức lực của Châu. Vậy mà Châu vẫn diễn, bệnh nặng không dám nghỉ. Ngôi sao và nhân vật sáng rực, tỏa hào quang, thổn thức khóc cười, dẫn dắt khán giả qua bao nhiêu lớp lan, vét nước mắt họ ngắn dài, làm họ cười lăn lóc. Nhưng công sức chuẩn bị, rèn giũa, tập tành thì rất thầm lặng, có lúc cực nhọc khổ sai, trâu bò không kém chi người lực điền mang giác nặng, để có được một giá trị làm người ta nhớ. Câu chuyện về vở Ngọc Hân nhiều và hay quá. Người ghi chép tài hèn sức mọn, chỉ dám kể lại chút ít, một cách vụng về, trong khuôn khổ cuốn truyện có quá nhiều chuyện. Như mọi lần dở hoang tuồng mới, Mỹ Châu đều nghiền ngẫm kỹ lưỡng, rồi giác bị đến học hỏi bậc thầy. Má Bảy Phùng Há nói với Mỹ Châu: "Châu, chú Chi Lăng có gọi điện thoại hỏi má rằng, chị ơi, tôi tập với con Châu mấy bữa nay rồi, mà không thấy cổ diễn gì hết, thấy ca ngâm bình thường à. Mấy lần khác cậu tập với chị thì sao?" Má Bảy Phùng Há nói: "Anh cứ yên tâm, tôi bảo đảm tới hồi phúc khảo anh sẽ thấy nó làm. Nó nhớ hết những gì anh dạy, mà còn làm tốt hơn nữa. Đó là cách học nghiền ngẫm của nó." Hôm phúc khảo dở xong, má Bảy kêu Mỹ Châu: "Chú Chi Lăng khen má nói đúng quá. Cô Châu đã làm tốt, tốt và tốt." Mỹ Châu biết vở diễn sẽ rất khó. Mỹ Châu cần giữ sức cho đến khi diễn thật không bị đuối. Nhưng với đồng nghiệp thì Châu xả thân, không giữ kẻ chi hết, nhắc họ từng chút một. Mỹ Châu đã diễn chung với rất nhiều kép chính. Họ rất khác nhau về độ nhạy cảm, am tường, tinh tế. Ví dụ như cách diễn viên nam nâng gương mặt, quẹt nước mắt, lau nước mắt cho bạn diễn nữ. Có người diễn tinh tế làm Châu vui, có người diễn vô tư không để ý. Khi tập đến đoạn Ai Quán đẫm lệ nhất, Ngọc Hân phải mang nỗi hàm quan. Nguyễn Huệ cảm thông, chia sẻ, yêu thương. Mỹ Châu nói với Tuấn Thanh: "Em hãy làm như vậy nè, nó làm đẹp bàn tay em và không làm hỏng giọt nước mắt. Khán giả nhìn lên, họ sẽ thấy em đang lau nước mắt cho Ngọc Hân. Thấy có thẩm mỹ, thấy Nguyễn Huệ yêu, xót xa, nâng niu và đau lòng." Vì đó là những giọt nước mắt thật của Mỹ Châu, không phải khóc kỹ thuật. Mỹ Châu chắc chiêu rơi nước mắt từ sự rung cảm chân thật, vì nhập vai, vì lòng yêu nghề và nghiêm túc, cầu toàn đến từng chi tiết. Là nghệ sĩ, ai cũng biết chuyện khóc cười có lúc không dễ dàng chút nào. Nhất là sẽ bị chai khi diễn một tuồng quá lâu, có khi phải cầu viện đến những công cụ gây khóc. Nhưng đêm diễn nào Mỹ Châu cũng khóc thật,
nuôi cảm xúc đầy đặn. Mỹ Châu sống với Ngọc Hân bền lòng chặt dạ hàng ngàn lần như vậy. Thiên duyên giữa nàng công chúa Ngọc Hân và Mỹ Châu sâu nặng đến mức Mỹ Châu nghĩ ra rất nhiều ý hay, thay vì nhất nhất chỉ lo diễn cũng đủ mệt. Sau khi Nguyễn Huệ đỡ Ngọc Hân lên, xót xa ca: "Ôi những giọt nước mắt." Trong tình yêu cao cả và lắng đọng chung riêng như vậy, Mỹ Châu xin đạo diễn cho Mỹ Châu một ít phá cách về ca và đờn. Mỹ Châu dám xin đàn cello rộng trầm mênh mông, xin pha trộn với đàn bầu tranh, xin hòa âm với Lý Ba Tri cải biên. Khi tới câu của Ngọc Hân: "Thần thiếp bao giờ vẫn khắc trong tim những ngày đầu tiên mình đến với nhau. Ở chỗ này thông thường là sẽ hát điệu trăng thu dạ khúc. Mỹ Châu chuyển âm Huế bốn chữ cuối cùng, mình đến với nhau, theo cách nghệ sĩ Minh Cảnh dạy cho Mỹ Châu thời Mỹ Châu ở đoàn Kim Chung II. Mỹ Châu còn gan hơn, nghệ sĩ Minh Cảnh dạy 8 chữ, Mỹ Châu chuyển Huế pha trăng thu dạ khúc, Mỹ Châu ca 4 chữ một cách mới mẻ. Dàn nhạc theo Mỹ Châu nhấn, dàn nhạc lại theo Mỹ Châu. Hai bên đông đầy thành một cách hát thâm thúy, đau đớn và sâu sắc lạ lùng. Lớp diễn đó hút hồn mọi người, từ giám khảo cho đến mọi khán giả, cả người diễn. Ngàn lần như một, nghệ sĩ khả năng vào vai tên Lý Tường ác ôn, người gieo oan cho Ngọc Hân, ngồi trong một góc cố định của cánh gà, say sưa xem đúng lớp đó. Dàn nghệ sĩ của công chúa còn tuyệt vời hơn. Các bậc thầy cùng diễn xuất thần trong vở tuồng kịch bản hay, ăn ý, yêu nước nồng nàn, cao cả, oan khiên ngất trời. Và nhất là nhờ ai cũng giỏi quá. Chắc không ai có thể thay thế được nghệ sĩ Diệp Lan. Một trung thần bị cắt lưỡi khi người câm trừng mắt kêu được 3 tiếng. Anh tiết tháo một cách thượng thặng, rồi cú đá song phi đẹp như thần của anh, và cái ngã rất thông minh lẫn ngu ngốc của tên giặc Tàu. Tất cả là một sự hòa quyện khác thường. Một sân khấu huy hoàng dĩ dãn. Nhưng từ đó, Mỹ Châu, cô Đào mang tiếng lạnh, hình như càng ít cười hơn. Ai hỏi sao vậy? Châu không biết trả lời sao. Ai biểu tác giả đặt tên tuồng là Tâm sự Ngọc Hân? Đã là tâm sự oan khiên của một bà hoàng thì sao cười được? Người đóng vai bà hoàng lại nhỏ bé, ốm yếu, cứ mang hết sinh lực chắt nước mắt ra rút ruột hàng đêm. Nội dung của tập này đến đây là kết thúc. Mời các tri âm đón xem các tập tiếp theo. Chân thành cảm ơn và kính chào.